Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có đây là một cái trạm hàn thiếc mình vừa mới mua ở trên Lazada. Cái trạm hàn thiếc này có cái mã sản phẩm là Haco 936. Đấy thì mình đặt mua ở trên Lazada với giá là 350.000. Đấy, 349.900 đồng. Thì mình vừa mới nhận xong và bây giờ mình sẽ thử mở ra cho các bạn xem ở bên trong hộp của cái trạm hàn này gồm có những gì, và mình sẽ thử test luôn cho các bạn xem cái chất lượng hàn của cái trạm hàn này nó có tốt hay không nhé. Ship hàng qua Bình Dương cũng mất 2 ngày và đóng gói thì nó cũng khá là chắc chắn luôn. Đây, có hộp đàng hoàng. Đây, ở bên trong hộp là nó sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng, thì toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Các bạn có thấy bên trong hộp là nó gồm có như này. Đây là cái phần chân để mình gác cái mũi hàn nhé. Đấy, phần chân để mình gác mũi hàn. Rồi, ok. Đây là cái trạm hàn. Đó, thiết kế nó khá là chắc chắn luôn các bạn. Cầm khá là đầm tay. Đấy, gọn, dây thì cũng rất là dài. Đó, đây. Ok, còn đây là cái phần mà đầu kìm hàn nhá. Đây là cái phần đầu kìm hàn. Thì mình sẽ lắp vào chỗ này. Cắm vào và vặn cái ốc nhựa chỗ này thì nó sẽ chắc lại thôi. Ok, như vậy là được rồi. Đây, còn ở đây thì nó có một cái nút để mình tăng chỉnh nhiệt độ này. Đó, nó chỉ có như vậy thôi. Còn bên hông này thì có một cái công tắc tắt mở. Là xong. Nó không còn không có thêm một cái gì nữa. Từ sau này thì nó có thông số của cái trạm hàn này. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái trạm hàn này thì nó có một cái núm công tắc để nó điều chỉnh nhiệt độ này. Thấp nhất là 200 độ C, cao nhất là 480 độ C. Thì nó có tương ứng với là ở đây là nó có chia ra hai phần độ C và độ F. Cái độ C thì người ta sẽ ghi bằng cái mực màu vàng này. Còn cái độ F thì người ta sẽ ghi bằng cái mực màu trắng. Đó, thì thường thường là mình hay đo bằng độ C thì ở đây nó có thông số nó hiện này. Hồi nãy là mình có mở nguồn của cái trạm hàn này rồi. Thì hiện tại là đây nó đang nằm ở cái mức là tầm khoảng hơn 300 độ C. Đó, thì nếu như mà cái này ấy mà nó nóng tầm khoảng 300 độ C thì cái đèn này là nó sẽ tắt này. Còn nếu mà mình muốn nóng hơn thì mình sẽ mở lên. Đó, mình mở cao hơn. Cao hơn một chút thì khi nào nó đạt tới 400 độ C ấy thì nó sẽ tắt cái bóng này. Đó, nó sẽ tắt bóng này. Và khi nào mà cái mỏ hàn này, cái đầu hàn này mà nó nguội hơn thì nó sẽ tự mở lên. Đó, để cho mình đủ 400 độ C ở cái mức mà mình đang điều chỉnh này. Đó, còn nếu như mà mình chỉnh lên cao nhất là 480 độ C thì khá là nóng. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ để ở mức là 450 độ C nhá. Và mình sẽ hàn thử cho các bạn xem nhá. 20 giây thôi là mình đã có thể hàn được rồi. Này, đấy, các bạn thấy không? Đấy, nóng chảy rất là nhanh và ngấu rất là, cái độ ngấu nó rất là nhiều nha các bạn. Thấy không? Đấy, các bạn thấy ngon không? Đây, khi mà mình hàn xong thì mình sẽ cắm nó vào với cái giá này. Đấy, như vậy là như mình chấm xong một cái mối hàn này. Thường thường là mình sử dụng những cái kim hàn thiếc này là mình để hàn những cái đầu dây điện của xe máy. Đó, mình hay làm dây điện xe máy ấy. Đó, hoặc là những cái linh kiện điện tử ở trong nhà của mình. Chứ mình cũng không phải làm chuyên. Ok, bây giờ mình sẽ thử hàn hai cái đầu dây điện lại với nhau nhé. Nóng khá là nhanh luôn các bạn.
Đây. Như bạn có nhìn thấy là mình vừa mới hàn nối hai cái đầu dây điện lại với nhau này, khá là chắc luôn. Đấy. Giật mãi nó mới đứt. Đánh giá cái trạm hàn Hanco này khá là ngon các bạn, nóng rất là nhanh và hàn cái mối hàn rất là ngấu. Đó, cái thiếc này là mình dí vào một cái là nó ngấu hết ra luôn. Đấy, khá là ổn. Ok, và vừa rồi thì mình đã mở hộp và test thử cái trạm hàn Hanco 936 này cho các bạn xem rồi. Và mình vừa mới sử dụng cái này có một lần này thôi, thì mình cảm thấy là cái trạm hàn này nó hàn nóng rất là nhanh các bạn, và cái mối hàn nó rất là ngấu. Đó, thì nó khá là tốt đấy. Ở trong tầm giá khoảng 350.000 thì mình nghĩ là các bạn nên mua một cái trạm hàn này về để sử dụng trong gia đình nhé. Ngày trước thì mình có đây, mình có xài cái loại mà kìm hàn công nghiệp này. Đó, các bạn nhìn thấy này, nó khá là to, cái mũi của nó to lắm, nên là khi mà mình sử dụng cái kìm hàn này để hàn cho những cái linh kiện điện tử thì nó rất là khó, tại vì là cái mũi này nó to quá, nó mình len vào những cái phần mà nhỏ, góc ngách các thứ là mình không thể hàn được. Đó, và cái loại mà kìm hàn thiết công nghiệp này thì nó rất là lâu nóng các bạn. Cái loại kìm hàn thiết công nghiệp này thì nó nóng khá là lâu, nên là mình quyết định không sử dụng cái này nữa, mà mình mua một cái bộ trạm hàn của Hanco này về để mình sử dụng cho nó tốt hơn. Đấy, thì vừa rồi mình đã test thử cho các bạn xem rồi, bản thân mình thấy khá là ngon. Ở trong tầm giá khoảng 350.000 thì mình nên sở hữu một cái trạm hàn này về để mình sử dụng trong gia đình của mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, hữu ích, hãy cho mình một like, một đăng ký để đón xem những video mới nhất nhé. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.